Con này vừa chạy nhanh mà nó lại vừa 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 ấy đó anh em nha. Con này chạy rất nhanh luôn. Con này chạy cực nhanh anh em ơi, chứ không chạy chậm đâu anh em. Xe ben mà nó. Ok, hello anh em. Chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Ok anh em, thì hôm nay Mẫn sẽ hướng dẫn cho anh em mod một cái chiếc xe ben ha, mà một chiếc xe chở đất. Không phải chở đất nữa, nó như là chở than á anh em, như là chở than chở dầu vậy nè. Đó. Này không phải là chở đất đâu, chắc là chở than chở dầu gì đó anh em ơi. Đó, thì hôm nay Mẫn sẽ chia sẻ cái mod xe này. Thì mod xe này Mẫn tìm được cái trên cái kênh của MAH Channel ha. Đó, thì Mẫn sẽ chia sẻ cho anh em cái mod xe này. Đó, thì hiện tại là anh em thấy là ở trên cái màn hình của Mẫn là đã có cái mod xe này xuất hiện rồi đó anh em. Đó, cái xe này nó sẽ có dạng như này. Nó thuộc hãng xe Scania nha. Đó, cái xe Scania này là một cái hãng xe khá là nổi tiếng ở châu Âu của anh em. Đó, thì trên ETS2 á, Mẫn cũng đã chạy cũng khá là nhiều cái nhà xe Scania rồi đó. Anh em có thể lên đó xem nhiều hơn về cái nhà xe này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game để mà chúng ta xem thử con xe này như thế nào anh em nha. Đây anh em, đây đây anh em ơi, thì đây là cái bản mod xe ha. Đây là cái bản mod xe của trên kênh MH Channel nè. Đây nó có cái tên anh em đó, thì kênh này xe thì hôm nay vẫn tìm được thì mình xe lại cho anh em ha. Một cái mod xe ben thì cũng thấy nó cũng khá là hay luôn đó. Đấy, nó cũng khá là hay ha. Anh em có thể bấm vô cái đây để anh em biết nha, bấm vô số 1 thử nha. Đó. Anh em chờ một tí nha. Đó, khi mà anh em bấm vô cái số 1 rồi nè, anh em sẽ đi nha. Bây giờ chúng ta bấm vô cái số 1, cái cửa bên phải nó mở anh em nha, cửa bên phải nó mở. Bấm vô số 2 á thì cái đầu xe nó sẽ ấy lên. Thì thường thường cái dạng này nè anh em. Đó, cái dạng này á, là giống như kiểu là xe bị hư hay gì đó, chúng ta sẽ bấm lên để cho nó mở cái đầu xe lên nè anh em ha. Bấm lên mở đầu xe lên á. Đó. Còn cái dạng thứ ba chúng ta bấm vô đây. Đó, thì là cái này nó bung lên. Đó, nó để nó đổ anh em, để nó đổ xuống mà không hiểu tại sao đây nó không đổ nè. Đó, kệ game mà nó chỉ có mô hình thôi anh em, chứ nó không thể nào giống ngoài đời được nha. Đó, khi chúng ta bấm cái cửa bên đây á thì cái cửa bên trái nó mở nha. Đó, thì chung quy lại ba cái nút trên đây á, thì có nút số 2, nút số 2, nút số 3 là tác động đến chiếc xe thôi. Còn nút số 1 này á, cơ bản nó chỉ là để mở cửa nha. Ha. Một là mở cửa phải, rồi cái nút chúng ta mở cửa thường ở đây á, nút mà mở cửa thường đây nè anh em. Đó là mở cửa bên trái, thấy không? Mở cửa trái. Đó. Thì sau khi mở cửa xong, thấy không? Thì giờ chúng ta sẽ dùng số 2, số 3 chúng ta đổ đổ đất nè. Đó, và cuối cùng là cái số 2 để mà chúng ta sửa xe ha. Đó, thì cũng là để sửa xe nha. Đó, ok. Thì con xe nó chỉ có đơn giản như vậy thôi anh em. Đó, bây giờ chúng ta sẽ test đến chức năng đèn của nó có như thế nào anh em nha. Bây giờ mình sẽ mở đèn lên. Đó. Nó sẽ có hai cái đèn led ở trên đây nè anh em. Hai đèn led trên đây, một hai cái đèn led ở dưới đây và một cặp đèn led ở đây nữa anh em nha. Đó, khi mà chúng ta đó, cái này là cái đèn để mà chúng ta xin qua đường hay là xin giao thông đó anh em. Hai cái dấu chấm nè. Ha, và cuối cùng là chúng ta nháy đèn anh em nha. Đó, chúng ta nháy đèn ha, nháy đèn đó, rất là ok anh em nha. Chức năng hoạt động ok là thử gạt mưa nè anh em. Thế nào tí xíu trời cũng mưa cho nên sẽ thử gạt mưa đi cho chắc ăn anh em. Đó, gạt mưa ok luôn. Đó, ok, gạt nhanh gạt chậm là ok hết anh em nha. Đó, ok, vậy là chiếc xe đó, đây là kèn anh em. Anh em đó, ok anh em, vậy là mình đã test xong con xe rồi, kèn xe rồi các kiểu là ok hết nha. Bây giờ mình sẽ chạy một đoạn nha. Thì anh em nhớ xem hết video của mình để lấy mật khẩu anh em nha. Đó, bây giờ cái chúng ta chịu khó xem tí xíu thôi, thì video vẫn làm ngắn chứ không có dài đâu anh em. Đó, hiện tại thì cái việc mod xe hay là mod skin thì mình đã làm rất nhiều ở ở những video khác rồi, với lại cái video mà hướng dẫn mod xe với mod skin chi tiết mình cũng đã ghi ở dưới phần mô tả rồi. Đó, anh em chỉ cần nếu mà anh em nào chưa biết mod đó thì chúng ta có thể xem lại video đó rồi chúng ta hãy mod nha.
Đó thì anh em mới xem hết cái video để lấy được cái mô tả nha. Còn cái phần mà mất xe với mất skin đó, anh em nào không biết thì có thể coi ở dưới phần mô tả cũng có ghim video hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em rồi nha. Đó thì bây giờ thì vẫn chỉ trải nghiệm con xe tí xíu rồi coi như là test con xe cho anh em tí xíu thôi nha. Ok, bây giờ mình lên đường anh em nha. Mình sẽ xuất phát từ bến xe nha. Và cái con xe này, cái tiếng xe nghe phê lắm anh em ơi. Wow, cái tiếng xe con này nghe phê phê ghê luôn á. Con này vừa chạy nhanh mà nó lại vừa 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 ấy đó anh em nha. Con này chạy rất nhanh luôn. Con này chạy cực nhanh anh em ơi, chứ nó không chạy chậm đâu anh em. Xe ben mà nó chạy theo cái kiểu này là rất là nhanh rồi đó. Anh em thấy là trên đường nó bắn như là bắn bắn tốc độ anh em ơi. Đó, con này chạy cực nhanh. Ồ, chạy xe ben mà cua gắt ghê luôn. Lấn sang đường rồi, chết rồi, đụng cái xác luôn anh em ơi. Trời ơi. Con này chạy phê nha anh em nha, con này chạy rất là nhanh là phê luôn, anh em tha hồ mà chạy luôn. Đó, con này chạy rất nhanh luôn anh em. Theo bản đánh giá là con này chạy cực nhanh luôn mà phê luôn, anh em có thể tha hồ mà chạy không có cần phải lo nghĩ cái gì hết nha. Đó, con này chạy phê cực. Còn rất là nhiều cái mod xe ben khác nữa thì vẫn sẽ làm video, vẫn sẽ chia sẻ từ 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 để cho anh em hết cái mod xe ben luôn nha. Đó. Phê như con tê tê luôn anh em ơi. Wow. Nó mạnh lắm, nó đụng với lật hai con xe luôn anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Một cái pha rít thật là đỉnh luôn. Ok, vẫn chui vô bụi luôn rồi anh em ơi, vẫn chui vô bụi luôn rồi. Nói chung con này lái rất là phê luôn anh em ơi. Chạy cực nhanh luôn. À,
Thôi ok, thì chắc dừng cái video ở đây được rồi anh em ơi. Test thử xe này cho anh em thấy thôi, con này chạy rất nhanh luôn, chạy cực đỉnh và nhanh luôn anh em ơi. Ok, mình buông cái đầu xe xuống để cho nó nghỉ ngơi nha. Rồi ơi, buông đầu xe xuống coi. Đó, cho máy nó bớt nóng rồi. Đó, ok. Ê, ok anh em, vậy là cái video ngày hôm nay của Mẫn đến đây là hết nha. Đó thì đây là cái mẫu xe trên cái kênh mà HC nào thì cũng tìm được, thì Mẫn sẽ chia sẻ lại cho anh em nha. Đó, anh em nhớ xem hết video để mật khẩu nha. Video cũng khá là ngắn thôi nên anh em chịu khó xem video để ủng hộ Mẫn nha. Thì Mẫn còn khá là nhiều mẫu xe mới đó. Thì Mẫn sẽ làm video từ Mẫn chia sẻ hết cho anh em luôn. Anh em nào mà chưa biết mod xe như thế nào thì nhớ xem lại video hướng dẫn mod xe ở dưới phần mô tả nha. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mọi nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của Mẫn nha. Ok, bye bye anh em. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé.